Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy là rất nhiều main của Xiaomi Mi 5 chờ thay mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Được test tất cả các chức năng của máy. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả các link phụ kiện trên Xiaomi Mi 5 nói chung và phần bảng main của Xiaomi Mi 5 nói riêng thay mới vị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn cần một địa chỉ thay mới main cho Xiaomi Mi 5. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Riêng đối với dòng Xiaomi Mi 5 thì có các cái bản khác nhau như Mi 5, Mi 5 Plus, Mi 5S, Mi 5S Plus. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main của Xiaomi Mi 5 lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới, quý các bạn đừng ngần ngại liên hệ 0911582123. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Mi 5 nói chung và bảng main của máy nói riêng, phụ quá trình thay thế sửa chữa bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý các bạn đặt hàng chúng tôi sẽ ship main đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý các bạn nhận được, quý các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp main thay mới main cho Xiaomi Mi 5 hàng đầu này.